Thưa quý vị, vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến 2023. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát trong năm 2024. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ năm 2009 đến 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9.520 vụ tai nạn giao thông, làm 3.534 người chết và 10.522 người bị thương. Về đường thủy nội địa, từ năm 2015 đến ngày 31 tháng 2 năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ, làm 9 người chết và 2 người bị thương. Để xóa bỏ các điểm mất an toàn giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra, Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Giao thông xử lý cải tạo 14 tuyến đường. Qua đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tiêu chí tai nạn giao thông dù đã giảm nhưng vẫn chưa ổn định. Hàng năm vẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề. Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào khu dân cư, trường học, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân cụ thể các vụ tai nạn giao thông trong 15 năm qua. Qua đó xác định rõ phương tiện chủ yếu gây tai nạn giao thông, thời điểm xảy ra, đối tượng gây tai nạn để tìm giải pháp kéo giảm bền vững. Thưa quý vị, theo Công an tỉnh, từ tháng 10 năm 2021 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận 18.528 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera. Trong đó, 4.682 trường hợp vi phạm tốc độ, 12.841 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng mới xử phạt được 8.769 trường hợp, tương đương 47,3%. Nguyên nhân do các trường hợp hết thời hiệu xử phạt, một số trường hợp xe sử dụng biển số giả hoặc người vi phạm đã chết, 8.559 trường hợp chủ phương tiện chưa đến xử lý. Hai tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 4.855 vụ tai nạn giao thông, làm 1.980 người chết, 3.980 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm nay gấp 3 lần, số người chết gấp 1,9 lần, số người bị thương gấp 3,4 lần và số người bị thương nhẹ gấp 4,2 lần. Bình quân một ngày trong 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người chết, 64 người bị thương. Từ cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tái diễn tình trạng mất cắp tấm đan thuộc hệ thống thoát nước ở các tuyến đường, gây mất an toàn rất lớn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông. Tại thành phố Bà Rịa, từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 1 năm 2024, đã mất 5 tấm đan ga hố thu nước mưa thuộc hệ thống thoát nước tại đường Nguyễn Tất Thành, ngã tư Lê Thành Duy, Nguyễn Thanh Đằng, Lê Duẩn, Hoàng Diệu, Văn Tiến Dũng. Ngoài thành phố Bà Rịa, tình trạng mất cắp tấm đan thoát nước trên một số tuyến đường của thị trấn Ải Giao như Nguyễn Trãi, Trần Phú, Âu Cơ. Trước tình trạng mất cắp tấm đan ga hố thu nước mưa thuộc hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp ngăn chặn. Thưa quý vị, thông tư 43 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 85 quy định về cải tạo xe cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, được coi là một trong những giải pháp giúp cho nhiều chủ xe thuận tiện hơn khi đi đăng kiểm phương tiện. Theo đó, ngay sau khi thông tư có hiệu lực, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã quán triệt cho các đăng kiểm viên triển khai áp dụng theo quy định mới, tạo điều kiện để các chủ xe được kiểm định phương tiện an toàn kỹ thuật khi lưu thông. Thông tư số 43 Bộ Giao thông Vận tải ban hành bổ sung 9 trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo và chủ xe vẫn được thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. Việc bổ sung các quy định về cải tạo thiết bị nhưng vẫn được kiểm định phương tiện đã giúp các chủ xe dễ dàng thực hiện đăng kiểm phương tiện an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Thông tư đó thì được mình đỡ phần tốn kém đó, tỷ như cái dừng dách của xe tải đó,
nó đâu có gì đâu, nằm trong khuôn khổ chiều cao, chiều dài, chiều rộng đúng hết mà tự nhiên bắt tháo ra. Khi người ta chở hàng những cái gì đó nó cao hơn đó nó sẽ đổ ngã ra ngoài nguy hiểm. Để vậy luôn thì cũng tiện cho xe tải khỏi công tháo ra. Chứ mỗi lần đi thì tháo ra cũng tốn kém. Rồi về phải gắn lại, chứ không gắn lại nó không chở hàng được. Ủng hộ những cái vừa phải, ví dụ như có gắn chút đỉnh gì đó gọi là cái cản gì đó thì cái đó cũng được, chứ không có gì, nó không có quá đáng. Giống như mình chở cái gì đó nó lo đang chút xíu vậy thôi, cũng đâu có gì đâu đáng kể, nhưng mà nó đâu có ảnh hưởng tới an toàn giao thông đâu. Kiểu như làm cho làm sao mình cảm thấy mắc an toàn giao thông thì không nên cho là đúng. Còn chứ không phải là còn cái thiết kế ví dụ điện đóm dây điện cái đó, cái đó là nhiều khi câu lung tung là dễ bị cháy nổ, cái đó là cũng không được. Cái lưới tản nhiệt thì theo tôi nghĩ cái nhà sản xuất người ta đã làm ra lưới tản nhiệt đó là đúng với cái kích cỡ của những chiếc xe rồi. Tôi mới đây đăng kiểm đây cũng thấy thoải mái cái việc đấy, bởi vì đừng có ảnh hưởng đến kết cấu xe là ok thôi. Còn những cái đèn led hoặc là cái gì nó nhẹ nhàng thì mình ủng hộ thôi. Cho phép được thì đã đỡ, chứ còn nhiều người muốn độ thêm cái gì đấy khi đăng kiểm tháo sạch ra cũng thế thôi. Để mất công tháo ra tháo vào. Nhiều chủ xe ô tô, nhất là những người thích trang trí xế cưng, rất đồng tình với thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải. Đa số cho rằng, việc làm đẹp cho xe ô tô mà không ảnh hưởng đến an toàn của xe không nên bị cấm. Việc lắp thêm các tấm ốp miếng nhựa trên mặt ca lăng, giá nóc, cánh lướt gió chỉ mang tính thẩm mỹ. Còn lắp bậc bước chân đối với xe gầm cao không làm thay đổi kích thước xe và vừa giúp người có vóc dáng nhỏ dễ dàng bước lên xe. Đèn sương mù vàng rời giúp các dòng xe tải thế hệ cũ không có sẵn đèn này di chuyển an toàn hơn trong thời tiết sương mù. Ngoài bổ sung 9 trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo, thông tư 43 còn bổ sung 10 trường hợp được miễn hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo. Bên cạnh đó, thông tư còn quy định đối với trường hợp chủ phương tiện đã thực hiện việc thi công cải tạo xe cơ giới hoặc tự ý thay đổi đặc điểm xe cơ giới khác với giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đã được cấp trước ngày 15 tháng 2 năm 2024 vẫn tiếp tục được nghiệm thu, kiểm định hoặc lập hồ sơ thiết kế để được nghiệm thu cải tạo theo quy định. Thưa quý vị, vượt về phía bên trái và chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Tuy nhiên trên thực tế thì tình trạng tránh vượt sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến. Giảm tốc độ, không được lấn làn, vượt các phương tiện khác là những điều người tham gia giao thông phải tuân thủ khi đi vào những đoạn đường cong, khúc cua gắt, không đủ tầm nhìn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ quy định này, gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Trên đoạn đường này, dù có kẻ vạch dọc liền không được vượt ô tô đi trước, nhưng nếu không có lực lượng chức năng, nhiều phương tiện đã tranh thủ vượt qua. Điển hình như chiếc xe khách này, nghênh ngang bất chấp dòng phương tiện đang theo hàng lối. Dù vạch cả đường là vạch liền, nhưng vẫn cố tình vượt. Không chỉ ở các tuyến đường liên huyện, các tỉnh lộ, quốc lộ, trên một số tuyến cao tốc chỉ có hai làn đường, cũng bắt gặp nhiều tình huống vượt như thế này. Lái xe vượt ẩu mà đè vạch thì cái đấy đương nhiên là sai rồi. Nhưng thực ra là cái đoạn đấy là có nhiều cái đoạn mà có cái vạch liền, vạch đứt thì có thể lái xe có thể vượt được. Nhưng mà cái việc kiên nhẫn để chờ đợi đến cái vạch đấy thì hầu như lái xe nào cũng ít đi thì người ta không kiên nhẫn được, người ta thường xuyên là vượt như thế. Theo kinh nghiệm một số lái xe, các phương tiện vượt nhau trên cao tốc hay quốc lộ khi dòng phương tiện lưu thông với tốc độ cao sẽ gặp nguy hiểm, tình huống đột xuất không thể xử lý được nếu không chấp hành theo đúng quy định của luật giao thông đường bộ. Trên đường cao tốc thì mình phải quan sát, ví dụ như ở làn của mình thì nó cái đoạn đấy là nó cấm vượt, cấm lấn làn. Hầu chủ yếu là mình không được lấn làn sang làn xe khác. Còn nếu đủ điều kiện cho phép thì mình vẫn có thể vượt được. Đấy, trong làn của mình, nhưng mà trong điều kiện đó là do mình quan sát nữa, vì là lái xe thì mỗi người sẽ có một cái quan sát khác nhau, không ai giống ai cả, nên là nó rất là khó vì nói về góc độ này. Điều kiện cho phép là đủ điều kiện an toàn trước mặt và đằng sau, khi quan sát đều đủ điều kiện thì mới được phép vượt. Thực tế cho thấy hành vi tránh vượt sai quy định khi tham gia giao thông còn là nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường, tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như vụ tai nạn giao thông ngày 18 tháng 2 tại km 48 cộng 200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn,
thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, làm 3 người chết. Bên cạnh sự xót xa dành cho những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn, nhiều người cũng bày tỏ sự bất bình về hành vi vi phạm giao thông của tài xế điều khiển xe ô tô con. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của việc vượt ẩu trên đường cao tốc, nơi mà chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn tới tai nạn liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay là trong một cái điều kiện hạn chế, cho nên là nhiều đoạn đường là chưa có giải phân cách cứng, cho nên người lái xe cố tình vi phạm. Điều này cần phải tích cực tuyên truyền cho lái xe cái tính kiên nhẫn và cái kỹ năng đấy, lái xe thật thuần thục, và quan trọng là chấp hành cái hướng dẫn của biển báo. Thực tế cho thấy, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, rất nhiều phương tiện mà chủ yếu là ô tô vẫn vô tư tránh vượt sai quy định, gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Theo Nghị định 100/2019 và Nghị định số 123/2021 quy định về mức phạt xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt về hành vi vượt xe không đúng quy định, đối với xe máy, xe gắn máy, xe mô tô vượt xe sai quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định, quay đầu xe trong hầm đường bộ. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Đối với phương tiện là ô tô vượt xe sai quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi. Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có báo hiệu trước khi vượt, vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Đường cao tốc có hai làn chính cho xe lưu thông. Thì cái làn bên trái là làn dành cho phương tiện tốc độ cao. Nhưng mà một số tài xế chạy với tốc độ thấp vẫn duy trì ở cái làn 1. Cho nên chúng ta nên ý thức rằng nếu mà di chuyển với tốc độ thấp chắc nên đi cái làn bên phải, làn thứ 2. Trong điều 13 luật giao thông đường bộ nói rất chi tiết, đó là phương tiện tham gia giao thông di chuyển với tốc độ thấp phải đi về bên phải. Lấy xe hết sức lưu ý đó là tuyệt đối không vượt phải. Cái làn cao tốc hiện giờ, cái làn bên phải vạch liền rộng 20 cm, ký hiệu vạch 3.1, vạch đó là chúng ta, cái làn đường cao tốc đó là dành cho cái tình huống mà dừng khẩn cấp. Đó, làn dừng khẩn cấp khi chúng ta gặp những cái sự cố mà bất khả kháng, không thể xe không thể di chuyển hoặc xe hỏng hóc thì ta mới di chuyển vào làn đó, hoặc là tình huống mà xe ưu tiên. Xe ưu tiên quy định trong cái điều 22 luật giao thông đường bộ 2008 và quy định tại điều 11 quy chuẩn 41/59, bốn cái nhóm đó khi tham gia giao thông đi làm nhiệm vụ khẩn cấp có tín hiệu cờ và đèn ưu tiên, người ta mới được đi vào cái làn đó để đi nhanh hơn cái phương tiện cản đường đợt trước. Như vậy thì chúng ta hết sức ý thức không nên đi vào cái làn bên phải đó. Thứ nhất là vi phạm, thứ hai nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi xe người ta gặp một tình huống khẩn cấp cần vào di chuyển vào lề, như vậy xe của chúng ta đang tham gia ở cái làn đó là tai nạn xảy ra. Theo quy định của vượt xe tại điều 14 luật giao thông đường bộ 2008 nói rất rõ, khi muốn vượt xe, thứ nhất không có xe phía trước xin vượt, không có xe chạy ngược chiều, xe phía trước không có ý định vượt xe khác, không có chướng ngại vật, rồi xe phía trước đã giảm tốc độ và tránh về phía bên phải, như vậy. Và đồng thời trên tuyến đường đó là tuyến đường mà cái vạch là vạch nét đứt cho chúng ta được phép vượt, được phép lấn làn. Còn vạch đất liền thì dù là hồi các cái yếu tố không có xe chạy ngược chiều hay xe phía trước tránh, chúng ta không vượt vì đó là nơi không cho phép chúng ta vượt. Vượt xe trên đường luôn ẩn chứa nhiều rủi ro và nguy hiểm. Do đó, tài xế cần trang bị cho mình những kỹ năng lái xe, xử lý tình huống và kiến thức về luật an toàn giao thông. Không nên vội vàng, cần đánh giá tình huống giao thông kỹ càng, luôn đảm bảo an toàn khi thực hiện vượt xe. Vượt xe một cách cảm tính không chỉ vi phạm quy định, mà còn tiềm ẩn nguy cơ
gây tai nạn giao thông. Chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả.